Wow, sau bao ngày chờ đợi và ngóng trông thì mình cuối cùng cũng thấy một con bọ xanh đó các bạn ơi. Thật sự là quá bất vẻ luôn mọi người. Nope. Mà công nhận thì thật sự mấy con bọ này rất là hiếm luôn các bạn. Mình săn mấy đêm rồi nhưng mà vẫn chưa gặp được cái con bọ Hercules màu vàng đó mọi người. Rồi, đứng như này thì khoảng cách đủ chưa ta? Đó, mình đứng như này bắt được chưa ta mọi người? Rồi, chờ xíu để mình ép sát lại tầng gần nha. U là trời, nó bay được các bạn ơi. U là trời, nó bay được rồi mọi người, ảo thế nha. Rồi, bắt con bò xanh rồi các bạn ơi. Rồi, từ từ để mình coi nó bò đi đâu các bạn ơi. Hình như nó bay qua cây kia mọi người. Rồi, lần đầu gặp bò xanh thì mình hơi bỡ ngỡ tí xíu nha các bạn. Và mình có một mẹo cho các bạn cách để bắt bò nó không bị thụt với các bạn ơi. Rồi, đợi tí xíu nha. Lần đầu thì mình có thể bỡ ngỡ các bạn ơi, nhưng lần này mà hụt nữa thì đổ cái quần lên đầu luôn mọi người. Đó, lần này bắt hụt là đổ cái quần lên đầu luôn các bạn. U là trời, rồi bình tĩnh nha, đó đi chậm nha mọi người, đi chậm nhất có thể nha các bạn ơi. Rồi đó, bây giờ mình bắt đầu ép sát được các bạn. U là trời, nó là bay các bạn ơi. Ủa, ảo thức nha, rõ ràng là mình đứng đúng vị trí rồi mọi người đấy. Nhưng mà nó lại bay các bạn ơi. Rồi đấy, và một miệng mình vừa mới phát hiện ra các bạn ơi, đó chính là chúng ta sẽ chỉnh cái nhân vật nó cao hơn nha mọi người. Đó thì chúng ta sẽ bắt bọ dễ hơn và không bị hụt nha. Có nhiều bạn nói rằng là bọ nó không bay nhưng mà tới gần là bắt nhưng nó lại bay các bạn ơi. Đấy, cho các bạn đỡ nhân vật bé tí hoa các mọi người. Đấy, nó không đủ cao nên là con bọ nó sẽ bay liền luôn các bạn. Đấy, nên mọi người để ý nha. Rồi thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi sang tứ hồn chuồn chuồn nha mọi người. Đó, và mình đang rất là cay luôn các bạn. Đó, đây rồi, lại là một em chuồn chuồn đó mọi người. Đó, mình đố các bạn đây là con chuồn chuồn gì nào. Đó, nó tên gì mà các bạn ơi, mà nó bé tí tiểu teo các bạn. Rồi, và cách bắt chuồn chuồn thì rất đơn giản luôn mọi người. Các bạn là phải xoay cái kem nó keo tí xíu nha. Đó, và các bạn phải đứng thẳng hàng với cái hướng bay của con chuồn chuồn nha mọi người. Đó, như mình đứng nè, đấy nó sẽ quay lại cái hướng của nó bay đó các bạn. Rồi, một em quá, wow, chuồn chuồn kim vương miệng các bạn ơi. Quá đẻ luôn mọi người. Đó, mà mình đi tìm mấy con chuồn chuồn này khá là lâu rồi các bạn. Đó, và nó hay xuất hiện ở trên chỗ kem và cái khu vực home nha mọi người. Và con chuồn chuồn kim này thì nó hay xuất hiện ở khu vực kem đó các bạn. Đấy, chỗ gần bờ hồ nha các bạn ơi. Đó, các bạn mà muốn săn chuồn chuồn kim thì các bạn hãy qua khu vực kem nha. Và hiện tại thì chuồn chuồn kim thì mình đã có con thường và con vương miện rồi các bạn ơi. Rồi, mình chỉ thiếu một con chuồn chuồn ngô hoàng đế vương miện thôi các bạn. Đấy, và tí nữa thì mình sẽ tiếp tục đi săn nha mọi người. Rồi, là một em chuồn chuồn đó các bạn. Hình như em này là chuồn chuồn ngô vương miện đó mọi người. Đấy, rồi. Thật sự là quá may mắn các bạn, mình đang đi săn tứ hồn chuồn chuồn mọi người. Đấy, mình săn cho đủ bộ sưu tập chuồn chuồn luôn. Đó, mình sẽ trở thành ông vua chuồn chuồn đó các bạn. Rồi, bắt hụt rồi các bạn ơi. Rồi, được tí xíu nha. Mấy con chuồn chuồn này thì hơi khó bắt tí xíu nữa các bạn. Nó sẽ bay vòng, nó bay thẳng đó các bạn. Đấy, nó bay rất là khó chịu luôn, nên chúng ta cần phải bình tĩnh nha. U là trời, hụt rồi các bạn ơi. Nó bay được kìa mọi người. U là trời, rồi lại tiếp tục là bị hụt rồi các bạn. Đấy, khá là buồn luôn các bạn ơi. Lâu lâu mới gặp mà nó bay rồi. U là trời, rồi ok. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại một số lỗi mà các bạn nói là không bắt được bọ hoặc tới gần là bọ con bọ nó bay mất nha. Đó, đầu tiên là các bạn phải di chuyển thật là chậm cái nút di chuyển nha mọi người. Đó, trong cái nút di chuyển thì chúng ta chỉ được là di chuyển trong cái phạm vi tròn tròn mà chậm nhất thôi có thể nha. Mặc dù là các bạn ấn cái nút bắt vật thì nó chậm rồi đó, nhưng mà các bạn còn phải là di chuyển chậm nữa thì mới được nha. Và cái tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ chọn cái nhân vật cho nó keo tí xíu nha mọi người. Trời, nó quay lại các bạn. Rồi, rất có thể là con này là vương miện nha mọi người. Từ xíu các bạn ơi. Rồi, mình bắt được các bạn ơi. Đó, wow, chuồn chuồn ngô hoàng đế vương miện mọi người. Đó, quá là đẻ luôn các bạn ơi. Rồi, cầu được ước thấy nha mọi người. Đấy, như vậy là mình cũng đã đủ bộ sưu tập chuồn chuồn rồi các bạn ơi. Rồi, trở thành là vua chuồn chuồn nha mọi người. Đấy, và các bạn để nhân vật keo nha các bạn ơi. Đấy, các bạn để nhân vật này thì mới về bắt bọ nha. Còn các bạn mà để nhân vật tí hon như thế này thì các bạn bắt sẽ bị hụt nha mọi người. Cái này thì một đứa em của mình để truyền lại cho mình và mình sẽ truyền lại đẹp cho các bạn nha. Đó, nên mọi người lưu ý nha. Để nhân vật keo keo thì bắt mới được nha các bạn ơi. Rồi, lại thêm một em chuồn chuồn nữa các bạn ơi. Rồi, em chuồn chuồn vậy ta mình quên tên mất rồi các bạn.
Và các bạn ơi, các bạn xem video thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 10k sub nha các bạn ơi. Lâu rồi thì kênh của mình vẫn chưa đạt được 10k sub nữa các bạn. Nên các bạn hãy like mạnh và chia sẻ mạnh cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và lại tiếp tục là cuộc hành trình đi bắt chuồn chuồn nữa các bạn. Ok, con này phải bắt từ từ thôi các bạn ơi, bình tĩnh nha. Đó, hụt nữa thì to nữa các bạn. Rồi, mình đang định hướng cái hướng di chuyển của nó đó mọi người. Đó, để xem cái quỹ đạo bay của nó như thế nào để mình đón đầu và mình bắt được nó nha. Đấy, con này nó không có quỹ đạo cụ thể gì cả các bạn ơi, nó bay lung tung rồi mọi người. Rồi, bình tĩnh nào các bạn ơi. Đó, không nên vội vàng nha các bạn. U là trời. Hình như là đang trêu đùa mình đó các bạn. Đó, nó bay lộn xì ngầu luôn mọi người. Rồi, làm sao bắt được đây? Đó, nó không chịu bay về cái hướng của mình luôn các bạn. Rồi, chờ xíu nha. Đó, nó chuẩn bị nó bay về các bạn. Về đây đi nào. U là trời, bấm nhầm nút nhảy các bạn ơi. Rồi. Chuẩn bị bắt nè. U là trời, hụt rồi các bạn. Trời ơi, thật là mù mắt các bạn ơi. Chu chê mẹ ơi. Rồi, hụt luôn các bạn. Quá là xui luôn mọi người. Đấy, lâu lâu thì có những phe là hụt đi vào lòng đất thôi các bạn. Thôi tạm bắt con vi sầu nha. Vi sầu thì mình cũng chưa có mấy con vương miện đó mọi người. Đó, hiện tại thì số bọ của mình chỉ có là 58 lộ bọ thôi các bạn. Đấy, không biết là các bạn đủ bộ sưu tập côn trùng chưa ha. Rồi. Ê, nó quay lại kìa mọi người. Đó, nó mà quay lại thì tất thì sẽ có vương miện nha các bạn. Mình nghi ngờ là có vương miện mọi người. Vậy mình để ý là mỗi khi mình bắt hụt con trùng thì nó quay lại thì tức là con đó là có vương miện nha các bạn. Đó, nó sẽ quay lại ở một cái khu nào đó trong cái khu vực đó nha các bạn ơi. Đấy rồi, mình đã bắt được mọi người. Ủa, không có vương miện mọi người. U là trời. Về hiện tại thì mình để đủ bộ sưu tập chuồn chuồn rồi các bạn. Đó, đủ 4 con rồi. Và cái con chuồn 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 thợ này thì mình chưa có vương miện các bạn ơi. Mình chỉ thiếu con đáo thôi. Đó, thì mình sẽ đủ full tứ hoàng chuồn chuồn đó các bạn. Đấy, rồi hụt luôn. Và mình không hiểu sao có những lúc mà mình bắt hụt các bạn ơi, cho dù mà đang đúng vị trí rồi nhưng mà nó vẫn bay nha mọi người. Thật nha. Rồi, nó lại bay qua đây nè các bạn. Con vi sầu nè mọi người. Và mình thấy cái con bọ hiếm nhất đó chính là con bọ Hercules nè mọi người. Đó, con bọ màu vàng vàng mình thấy rất là hiếm luôn. Đấy, mình chỉ toàn là gặp là chuồn chuồn với bướm không nè mọi người. Con bọ đó mình săn mấy đêm rồi mà nó vẫn chưa ra các bạn ơi. Đó, ở đây các bạn nào mà săn được mấy con bọ Hercules, con bọ màu xanh xanh lá cây không mọi người. Đó, mấy con bọ đó mình rất khó thấy luôn mọi người. Ủa là trời, ủa con bướm đâu rồi? Con bướm xanh morpho của mình đâu các bạn? Mình mới vừa thấy ở đây nè mà ta. Ẻo thật nha. Đó, quá ẻo luôn các bạn ơi. Mình vừa thấy con bướm màu xanh xanh ở đây mà khi mình quay cam lên nó lại bay mất các bạn. U là trời, mới sáng sớm rồi các bạn ơi. Ủa, chưa tối mà ta. What, game đang trêu đùa mình hay sao mọi người? Rồi, thôi bắt con vi sầu đỡ nha mọi người. Đó, rồi một em vi sầu các bạn ơi. Rồi, ở đây thì lại có một em vi sầu nữa nha các bạn. Đấy, rất là nhiều vi sầu luôn nha mọi người. Đó, rồi vi sầu dầu. U là trời, con mốt 6 tiền sao các bạn.